Ngày 10 tháng 1 năm 1960, tàu An Phúc cập cảng Hải Phòng, chở theo 922 kiều bào Việt Nam từ Thái Lan về nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tận cầu cảng để chào đón những người con xa xứ trở về với Tổ quốc. Từ đây, mở ra các đợt hồi hương kéo dài suốt 4 năm và cũng là cuộc hồi hương lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Mà mình đã về với Tổ quốc mình và đất nước mình rồi, gặp được người là Việt mình rồi. Thì mình rất là phấn khởi. Về Tổ quốc thân yêu, thấy mình rạo rực. Mình thấy rằng là mình có một niềm vinh dự lớn lao. Bác Hồ ra đón kiều bào ta thì phải nói là mọi người phải nói là cực kỳ hạnh phúc. Hoan hô, 10 vạn kiều bào thay mặt chính phủ ra chào bà con kể từ xa cách nước non. 10 năm gian khổ nay còn gặp nhau. Phần lớn người Việt ở Thái Lan là những người rời quê hương, sơ tán sang Lào để tránh chiến tranh. Chính cộng đồng nhỏ bé này đã nhiều lần che chở cho Bác Hồ cũng như các nhà hoạt động cách mạng trong suốt thời kỳ 1920-1930 và ủng hộ cho phong trào đấu tranh trong nước thời kỳ chống Pháp và kháng Nhật. Gia đình nhà tôi thì các cụ là cụ ông sang từ thế kỷ thứ 18 vì là không thể chịu được áp bức bóc lột của chế độ thực dân Pháp năm 1928, năm 1929 thì bác ở nhà tôi, ông nội có 4 người con, cho nên là Bác Hồ xin đặt cho là 4 người con ấy tên là Cách Mệnh Thành Công. Từ Lào sang Thái lãnh đạo chiến tranh, cho nên là năm 46 thì sang đấy. Thế này ai làm việc gì thì làm việc đấy. Bà thì lại cũng ở bên ấy thì cũng công việc lao động này, ai thi thì làm đấy mà. Bây giờ lại cái ông ấy tổ chức, ông lại vừa bảo rằng là bây giờ hoạt động là làm hội của phụ nữ Việt Kiều Cũng Quốc. Cho nên lại làm thêm một cái việc mà đi tuyên truyền cán bộ chị em mà có tổ chức mà hội Việt Kiều Cứu Quốc đấy. Tất cả những cái nghề gì mà mình có thể là ở bên nước mình biết làm thì bày cho nhau để mà làm, để mà tìm là cách tồn tại. Đối với lại người Việt mình là khi đó mình sang với hai bàn tay trắng, khi được là người Thái người ta giúp đỡ từ đất đai cho đến tất cả các cái sinh hoạt thì mình là cũng ổn định dần dần, giúp đỡ nhau để tạo ra cũng là không có mất là không phải là đói, nhưng mà mình cũng đủ để mà cưu mang giúp đỡ nhau trong những lúc khốn khó. Bà con Thái Lan họ cũng rất yêu mến mình, cho nên họ thường thường hay nói là cái tiếng chiều mến là siêu, siêu nghĩa là bạn bè, mà bạn bè thân thiết. Đến những năm 1950, số lượng Việt Kiều ở Thái Lan đã lên tới hơn 100.000 người. Nên cộng đồng người Việt ở đây được tổ chức chặt chẽ với đầy đủ các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Cũng trong thời kỳ này, chính quyền Thái Lan có nhiều thay đổi về nhà cầm quyền, do đó các chính sách đối với người Việt tại đây cũng thay đổi theo. Sau Hiệp định Geneva thì chính quyền miền Nam liên kết với lại Thái Lan quay trở lại đàn áp Việt Kiều, thì để là kêu gọi thì là bày là ra hai phe, tức là một lá cờ của Việt Nam, một lá cờ của Ngô Đình Diệm, lá cờ Ba Que. Nếu ai đạp lên lá cờ của Việt Nam thì là nó dắt về bên là bên lá cờ của Ba Que. Thì dân mình là với đấu tranh không đạp lên lá cờ của Việt mà chỉ là đạp lên lá cờ của Ngô Đình Diệm. Thì lúc bây giờ nó không thực hiện được cái kia thì bắt đầu nó đàn áp. Đàn áp là Việt Kiều của mình vì lý do là như vậy. Cho nên là các cái đoạn về sau này Việt Kiều mình cắt tóc chạo đầu rồi thì lăn đường, là khi mà nó kéo cái số người của mình đi về miền Nam ấy, một số ấy, thì là mình là bắt đầu là quay trở lại kéo người nhau thì bắt đầu là nó đàn áp càng ngày càng là khốc liệt. Khu trực tập trung như là Phát Tân Lung hoặc là Bangkok, nhà khám lớn Bangkok
rồi một số nơi khác để giam giữ Việt Kiều, đồng thời làm cho tách bạch là không cho những cán bộ là hoạt động cùng với bà con Việt Kiều. Cho nên đời sống của bà con Việt Kiều cực kỳ khó khăn. Không cho mình được đi học, đi hành, cho nên là tổ chức các cái lớp học ở trong các cái nhà, trong xóm sâu. Và bọn trẻ đi học là toàn cho sách vào trong bụng. Thế là cuối cùng cứ như là đến chơi nhà nhau ấy. Thế nhưng mà khi đến đến nơi thì là sẽ có người ở ngoài canh gác. Thì là khi mà có động, có mật thám, có cảnh sát nó đến thì là báo động để cho mọi người tản ra. Xong giả vờ hát hò rồi vui chơi những cái này cái kia các thứ để lại cho sách vào trong bụng. Thế là coi như là cũng chỉ đến nhà nhau chơi thôi. Thế nhưng mà phải nói là đã từng đi học thì cảm thấy thích lắm. Bởi vì là sao? Bởi vì mặc dù mình là người Việt Nam sống trên đất nước Thái Lan, nhưng mà các nhất là ông bà rồi bố mẹ là bao giờ cũng tuyên truyền để cho người Việt Nam của mình là người Việt Nam, không bao giờ bị đồng hóa với lại cái văn hóa khác hoặc là với lại cái dân tộc khác, mà luôn luôn giữ gìn một cái truyền thống của một cái dân tộc Việt Nam, và bao giờ cũng phải học hành để cho biết chữ. Hồi năm tư coi như là bây giờ là cạo đầu hết cả, ai theo Bác Hồ thì cạo đầu, từ bé nhớ già trẻ đàn ông đàn bà cạo hết luôn, cạo chọc đầu để hướng ứng là chúng tôi là người Việt Kiều, chúng tôi hướng về miền Bắc ruột thịt, hướng về Bác Hồ, chứ không phải là đi theo Ngô Đình Diệm nữa. Cho nên là đấy cái một phong trào mạnh mẽ từ nhiều tỉnh thành. Trước làn sóng kiều bào muốn trở về xây dựng đất nước, sau nhiều lần đàm phán ngoại giao giữa chính phủ hai bên, đến đầu tháng 1 năm 1960, chuyến tàu thủy đầu tiên rời cảng Bangkok đưa Việt Kiều hồi hương. Là hành trình là trên lênh đênh trên biển như vậy thì lại gặp bão to gió lớn, chậm mất 2 ngày. Thì khi đó thì là về đến cảng Hải Phòng là cả một cái cảnh quan của đất nước, thì chưa nhìn thấy đất nước Việt Nam bao giờ. Nhưng mà về đến cảng Hải Phòng thì thấy ở phía dưới cảng người dân hoan hô, nhưng ở trên tàu thì lại không biết tiếng là hoan hô là cái gì. Cho nên lại dùng cái từ là say yo, thì nó cũng thay cho là hoan hô. Mình là ở bên Thái từ bé, cho nên là những cái tình yêu tổ quốc ấy, khi mà về nước thì thấy nó rộn rực và nó thấy rằng là nó có không thấy cái gì nó vui không tả xiết được. Vượt qua rất nhiều khó khăn vất vả, từ năm 1960 đến đầu năm 1964 đã có 75 chuyến tàu đưa 45.536 Việt Kiều ở Thái Lan hồi hương. Rất nhiều người trong số họ sau này đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.